Hi, chào mọi người, mình là Hoàng Yên, chào mọi người đến với kênh của mình. Video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về một số loại vàng thọ để cho mọi người gieo cho nó đúng Tết nha mọi người. Và trong video này thì mình nói trước là mình chia sẻ cho mọi người tham khảo nha. Tại vì mình gieo ngày nào á thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người đó. Và tùy vùng miền mình có thể mình gieo sớm hoặc là có thể mình gieo trễ mọi người. Ví dụ nóng nè, thời tiết nóng nè, thời tiết lạnh nè thì nó sẽ khác nha mọi người. Còn riêng đối với mình thì khu vực của mình là ở miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương rồi trở lại thôi nha. Đó thì mình chia sẻ với mọi người trong cái video ngày hôm nay luôn. Thì trước mặt mọi người là những cái gói vàng thọ mình sắp ra để mình quay video cho nó đẹp mọi người. Nhưng thật ra thì video hôm nay mình chia sẻ với mọi người hầu như là nó sẽ có đủ luôn á. Nè, đồng vàng B1, B2, B3 nè. Rồi FVN nè. FVN thì nó rất là dễ mọi người. Nó loại nào nó cũng là ná nhau rồi. Rồi tiếp theo là còn ó đen. Đây còn ó đen nè. Đây B2, B1 luôn rồi. Thì B1 với B3 thì nó giống nhau nên mình lấy B1 thôi, mình B3 mình không có. Tại vì cái B3 là nó màu vàng mọi người. Ủa màu cam chứ. B3 màu cam, còn B1 B2 á là màu vàng. Rồi cái trên đây á là của FVN cổ cao mọi người. Còn ở đây là FVN cổ lùng B2 nè. Đó thì video này mình sẽ gói gọn trong một cái video, tại hôm rày có rất là nhiều người hỏi mình B1 gieo ngày nào, B2 gieo ngày nào, B3 gieo ngày nào và vàng thọ hoàng gia gieo ngày nào mọi người. FVN người ta gọi là vàng thọ hoàng gia mọi người. Thì mình sẽ cố gắng mình gói gọn trong cái video này để mình chia sẻ cho mọi người biết, để mọi người có thể mình gieo cho nó Tết đúng Tết nha mọi người. Thì hôm nay là ngày 19 rồi mọi người, 18 rồi. Thì mình ra cái video này để cho mọi người xem nó kịp thời để sắp tới mình sẽ gieo cho mọi người. Rồi đầu tiên mình sẽ nói về cái rồng vàng trước đi nha mọi người. Thì nó sẽ có B1 B2. Rồi thì như mình đã nói mọi người, mình đã nói với mọi người là thằng B1 thì nó sẽ giống ngày với thằng B2. Đầu tiên mọi người cứ lật cái ra ngoài sao cho mình xem cái ngày. Rồi đầu tiên B1 luôn nha mọi người. Thì mình nói chung B1 với B3 nha, tại nó y chang nhau à. Rồi B1, đây là B1 nha mọi người. Ở B2 chứ. B1 đây. Đây B1. Rồi thì nó có thời gian là đây mọi người xem là vụ đông xuân nè mọi người. Đó, từ 58 cho tới 63 ngày. Đó thì cái thời gian này mình tính thôi. Riêng mình á và mình chia sẻ với mọi người. Ví dụ như thời tiết nóng lạnh á thì mình gieo như thế nào? Ví dụ như lạnh mọi người thì mình gieo sớm. Lạnh gieo sớm cho mọi người tại nó lâu nở hơn. Còn khí hậu mà nóng á là mình gieo sau mọi người. Nóng nè, rồi gió nhiều nè, mình gieo trễ một chút. Còn khí hậu của mình miền Tây thì nói chung nóng, mưa thì cũng ít mọi người. Rồi sau đó thì đúng là cái vụ mùa đông xuân đó, là lúc sau này là nó sẽ không khí là gió lạnh đâu. Là mình có thể mình gieo chuẩn ngày này luôn. Đối với miền Tây, rồi thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đồ, nói chung thời tiết nó đông xuân đó, là mình gieo y chang như vậy là mọi người. Còn ví dụ như mình lạnh quá thì mình gieo cho nó sớm. Gieo sớm một chút, ví dụ 5-7 bữa vậy đó. Rồi nóng quá thì mình gieo nóng gió kiểu như gió biển đó mọi người. Rồi gió biển nóng nè thì mình gieo trễ một chút. Ví dụ như cái này mình gieo 25 thì 30 mùng 1 mình gieo. Đó, nó là như vậy mọi người. Đó mình chia sẻ với mọi người trước. Và mình cũng không có bắt buộc mọi người phải gieo theo mình nha. Cái này mình chủ yếu là mình chia sẻ với mọi người để mình mọi người biết cái ngày gieo. Đặng mọi người có thể tính toán thôi. Rồi cái bên thằng B1 mọi người, màu vàng nè, thì mình sẽ gieo vào cái ngày đó là 26 tháng 10 âm lịch nha mọi người, 25 26 tháng 10 âm lịch đó. Nếu mà mọi người trồng còn yếu thì mình gieo 24 đi, bởi vì sao mọi người, cái màu vàng chanh này nè nó nở rất sớm nha.
Rồi thôi bây giờ mình sẽ tổng hợp lại những cái gói mà 58 cho tới 63 ngày luôn nha. Thì đây FVN cũng vậy mọi người, FVN à. Chỉ riêng cái thằng B2 là nó dài hạn hơn thôi. Rồi đây. Rồi B1, B3. FVN cam vàng. Cam vàng cổ lùng luôn và thằng con ó đen luôn, con ó đen cũng để coi. Đây, 60 tới 63 ngày thì nó cũng cũng trong khoảng thời gian đó rồi. Mình cho nó nằm vô đây luôn. Rồi. Tức là năm cái gói này nó ra bông đúng là cái khoảng thời gian giống nhau nha mọi người, 58 tới 63 ngày nè, đó. Năm cái loại này mọi người nhớ kỹ nha. Rồi thì ở đây 58 tới 63 ngày. Cái màu chanh á, mọi người lưu ý cho mình nhờ cái màu chanh nè. Cái màu chanh nó luôn luôn nó nở sớm hơn tầm khoảng 2 ngày nha mọi người, 2 ngày. Do đó là mọi người á, mình gieo á không có giống ngày với là hàng màu cam nha. Hàng màu cam á mình gieo 24 tháng 10 âm lịch nha mọi người. 24 tháng 10 âm lịch. Rồi, cái hàng B cái hàng này, hàng màu vàng chanh này là mình gieo vào khoảng 26 tháng 10 âm lịch nha mọi người. Tại vì nó nở sớm 2 ngày thì mình trồng trễ 2 ngày là cái cây của mình nó sẽ đều mọi người. Nó sẽ đều, không có cây nào sớm, cây nào trễ hơn đâu. Mọi người lưu ý nha, cái màu vàng á lúc nào nó cũng sớm hơn cái màu cam hết á. Nên mọi người gieo sau 2 ngày cho mình. Và nếu mà mình trồng yếu á thì mình trồng trước 2 ngày cho mình. Ví dụ như đây, ngày 24 mình trồng đấy đúng không? Thì mình gieo 22 hoặc là 20 mình gieo cũng được đúng không mọi người? Đó, rồi mình chụp lại cái này 26 đúng không? Thì 22 hoặc 24 mình gieo, nó nếu mà mình trồng yếu nha. Còn mà mình quen rồi thì mình cứ canh ngày mình trồng không mọi người. Nó là rất là chính xác rồi. Đó, mọi người lưu ý nha, 58 đến 63 ngày thì mình sẽ gieo vào khoảng thời gian đó. Rồi ví dụ như mà lạnh quá thì mình tính mình gieo trước 7 5 7 ngày 10 bữa gì đó. Đó, mình cứ gieo trước khoảng mười mấy mình gieo đó mọi người. Còn nếu như mà mình nóng, khí hậu biển đâu kia, ví dụ như mình nói như Vũng Tàu đâu mọi người, Vũng Tàu thì có nhiều người gần biển á thì người ta gieo tới đầu tháng 11 lận, đầu tháng 11 âm lịch lận ta mới gieo, chứ gieo kiểu như mình là nó bị sớm. Thì mọi người lưu ý cái đó nha. Rồi mình nhắc lại, cái màu vàng chanh là 26 tháng 10 âm lịch, còn cái màu cam á là 24 tháng 10 âm lịch. Mình gieo yếu mình gieo trước 2 bữa đó. Rồi mọi người nhớ nha, B1 B2 ở B1 B3 FVN. Rồi mình sẽ dẹp thằng này qua một bên. Hầu như là nó sẽ cái khoảng thời gian trồng vạn thọ là từ 58 tới 63 ngày nha mọi người. Riêng cái hàng B2 là nó dài hạn hơn thôi. Đây B2. B2 đây mọi người. Mình sẽ lật ra và sao cho mọi người xem nè. 63 tới 68 ngày. Thì theo mình nghĩ với mọi người, nó cũng là ná với nhau à. Ví dụ như đây. Mọi người để ý cho mình nè. Một cái là có nhị xanh nè mọi người. Một cái nở hết nè, mọi người thấy không? Này một cái nhị xanh nè. Do đó là mình nghĩ cái này, thì cái này sau này nó cũng khi mà nó nở hết rồi mọi người thì nó cũng chắc mình nghĩ nó không có còn nhị xanh này đâu. Đó. Cái đồng vàng B2 này nó mình thì mình chưa có trồng qua mọi người. Đó thì thường thì mình thấy á là cái nhị xanh này nè mọi người. Nhị xanh này nè. Khi mà nó nở hết cỡ rồi á thì nó cũng không còn cái nhị xanh này đâu mọi người. Nên do đó là cái thằng đồng vàng B2 nó dài hạn hơn. Rồi thì cái thời gian nó khoảng 63 tới 68 ngày thì nó sẽ dài hơn khoảng tầm 5 ngày đi, 5 ngày. Đó là cái theo mình nghĩ là vậy. Rồi nếu mà cái hàng B2 năm nay mình trồng hàng B2 này thì mình cũng xác định cái ngày rồi
là nếu mà mình trồng thì chắc khoảng 21 22 mình sẽ trồng, 21 22 mình sẽ trồng mọi người. Năm rồi thì mình cũng có để ý nha, tại có chị mình trồng thì 20 mình bán thì nói chung cũng nó cũng chưa có nở hết mọi người. Ủa nó nở thì hơi sớm chứ, nở hơi sớm thì nói chung là khoảng tầm 22 mọi người, mình gieo là 22 nha. 22 là mình sẽ gieo, là nó sẽ ví dụ như thằng bên đây B1 thì mình gieo 26 đi, B2 mình gieo 22 thì nó cũng cách nhau 4 ngày mọi người, nó xê xích cũng 4 5 ngày rồi. Do đó mọi người cứ canh tính thôi, rất là dễ. Rồi mình nhắc lại nha, B2 của mình sẽ gieo khoảng 22, mọi người trồng yếu có thể 20 mình gieo, 18 vẫn được mọi người, 18 mình gieo vẫn được. Đó thì năm nay mình nói chung là mình sẽ trồng đủ hết loại mọi người xem luôn, khi mà nó lên bông như thế nào, cái lá như thế nào mọi người. Mọi người chơi vạn thọ mà mình biết chơi rồi á, mình sẽ chơi tới cái lá luôn nha mọi người, chứ không phải là cái bông nữa. Lá tia, lá gai này kia rất là nhiều loại, nên năm nay mình sẽ trồng cho mọi người theo dõi để mọi người sẽ thêm một số kinh nghiệm nữa. Đây còn cái thằng này là thằng cổ cao nha mọi người, mình nhìn là nếu mà mình biết trồng rồi thì mình nhìn nó không có vô mọi người, tại vì nó cổ nó nè mọi người nhìn thấy thì cái bông nó cũng y chang nè, rất là dễ gãy mọi người. Còn hôm nay thì mình sẽ trồng cái thằng này, cái này thì mình gieo cho khách thôi. Đó thì nói chung là video hôm nay mình chia sẻ cho mọi người gói gọn trong cái video này, thì đa số là mình sẽ trồng rồng vàng B1 B2 B3 rất là nhiều rồi. Còn cái 09 cổ lùng nữa mọi người, 09 06 nữa, thì những cái loại đó thì gieo khoảng 17 18 hay gì đó. Ở đây mình không có cái bao bì, thì thường thường mình nhớ là cái 09 cổ lùng đó, thì gieo khoảng 18 19 hay gì mọi người, hình như nay gieo rồi nè, nó cũng rất là sớm. Và mình sẽ chia sẻ mọi người chút là ví dụ như mình gieo cho nó cùng loại mọi người, mình dễ ấy chứ. Ví dụ như mình gieo thằng B2 xong cái mình gieo cái loại khác nữa thì nó cách nhau ngày nhiều quá. B2 mình gieo hơi sớm nè, ví dụ như cái thằng thằng B1 này mình gieo chung với cái bên đây cũng được mọi người, nó một cặp này, hoặc là B1 với B3 nè mọi người, mọi người có thể gieo B1 B3 chung cũng được. Nhưng mà nói chung cái vấn đề đó cũng không quan trọng lắm mọi người. Rồi nói chung video hôm nay mình chia sẻ cho mọi người một số vấn đề như vậy. Nếu mà thấy hay ủng hộ mình và theo dõi mình thì nhớ đăng ký kênh like. Nếu có gì thắc mắc thì mọi người cứ để lại bình luận nha, mình sẽ cố gắng mình trả lời cho mọi người. Thì sắp tới mình hôm nay 18 19 rồi mọi người. Sắp tới là nguyên một cái series về cái hoa ban thọ của mình, chia sẻ với mọi người từ ươm hạt như thế nào, tưới phân như thế nào, cơi đọt ngắt đọt như thế nào, và làm sao cho nó ra chèo nhiều, rồi ra bông như thế nào là to, thì mình sẽ chia sẻ, cố gắng chia sẻ với mọi người. Và trong quá trình trồng thì mình cũng rất hạn chế thuốc kích thích mọi người, mình không có sử dụng to bông đâu nha. Và nếu về phân thuốc á, mọi người cần hỗ trợ gì thì mình có thể mình cung cấp cho mọi người luôn nha. Rồi tới chừng đó mình sẽ chia sẻ sâu hơn cho mọi người theo dõi nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của mình rất là nhiều luôn, hẹn mọi người ở những video tiếp theo, bye bye mọi người.